Lời đầu tiên, thay lời anh chị em diễn viên đoàn xã Xuân Phú xin gửi tới quý ban giám khảo, quý vị đại biểu lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa các quý vị đại biểu, công đoàn là tổ chức quan trọng bảo vệ quyền và lấy hợp pháp chính đáng của người lao động. Công đoàn còn là tổ chức quan trọng góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát huy tinh thần đó, các đoàn viên công đoàn xã Xuân Phú mang đến liên hoan tiếng hát công nhân, viên chức, người lao động chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2019 với các tiết mục Múa, mùa bông nở, âm nhạc sưu tầm, biên đạo và dàn dựng Kim Oanh do Tôn Đức biểu diễn. Song ca Bình Minh trên nương trẻ do Hương Sang, Thu Trang cùng tốp múa biểu diễn. Tốp nữ với bài hát Câu hát lượn quê em sưu tầm. Hát múa Hội Xuân sáng tác Ngô Sĩ Ngọc, biên đạo và dàn dựng Thu Trang, biểu diễn toàn đoàn. Sau đây chương trình văn nghệ và Xuân Phú xin phép được bắt đầu. Thank you.
Xuân Phú là một xã vùng phía Nam huyện Định Hóa, nơi có rất nhiều những làng nghề chè truyền thống nổi tiếng, nơi có những cung chè xanh trải dài trên từng sườn đồi. Và mỗi sớm mắt thức dậy, những gương chè xanh ngát đó đã để lại trong lòng ta những ấn tượng thật khó quên. Thank you.
Giọt sương long lanh trên nhánh lá rụng,
ta cùng nhau xuống hội Lồng Cồng. Hội Lồng Cồng là nét văn hóa đặc sắc của người dân tộc Tài Nùng. Nét văn hóa đặc sắc đó đã được người dân gìn giữ, bảo tồn, phát huy và ngày càng phát triển. Cứ mỗi dịp xuân về, người dân Thiệt Hóa lại nô nức tổ chức lễ hội, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
xin kính chúc sức khỏe quý đại biểu, ban giám khảo và chúc buổi liên hoan chúng ta thành công rực rỡ.